hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loại sản phẩm quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, đó là thuốc cấp 85WB. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, có khả năng che phủ và bám dính cực kỳ tốt trên các bề mặt cây trồng, hạn chế được rửa trôi, từ đó bảo vệ cây trồng lâu bền và giảm thiểu được các tác động của vi khuẩn và nấm bệnh gây hại cây trồng. Sản phẩm có dạng hạt mịn, tan nhanh trong nước, đảm bảo hiệu quả cao trong việc phòng trừ nấm bệnh và diệt vi khuẩn từ gốc đồng thông qua các hệ thống, thân, lá và rễ ở cây trồng. Cấp 85WB được ứng dụng rộng rãi phòng trừ các bệnh hại như là tháng thư trên cây xoài hay sương mai trên cây cà chua của quý bà con, kẻ sẹo trên các loại cây có muối và nhiều loại cây ăn trái khác, cũng như là loại cây công nghiệp. Bà con nào mà mình muốn mua, mình có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 để tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc quý bà con cũng có thể truy cập vào website kiesuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm.